Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Xoay Bít số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh, nhóm dịch Tịch Huyết. Trước khi đến với câu chuyện, Thành xin phép được nói qua, bắt đầu từ những thời gian này, Thành sẽ đọc Xoay Bít cứ một ngày sẽ có một phần, bởi vì còn đợi nhóm dịch dịch chuyển. Mong các bạn thông cảm, xin cảm ơn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 361, Thật Giả Quyết Đấu. Edit Sen. Quỷ Vương nói với tôi, Thừa Thiên Khải Địa đúng là do ta thực dụng, nhưng đáng tiếc lại thất bại. Ta cũng đã bị thất bại. Lúc bắt đầu ta đã không còn dám thử, vì thế nên ta đem Thừa Thiên Khải Địa phá hủy đi, để cơ hội này vinh viễn không có lần thứ hai. Mà ta cùng vinh viễn sẽ không quay lại lúc tu luyện thất bại đó nữa. Tôi nói, nghe không có hiểu. Ngươi không cần phải hiểu cái này. Lúc mới đầu thân thể của ta đúng là rất yếu, vốn đã định tu luyện lại từ đầu, nhưng đã quá muộn rồi. Theo cái chết của ngươi, mắt quỷ trong tiềm thức đã cho rằng ngươi cần phải tăng cường bản lĩnh của mình. Vì thế nên bốn quyển ma thư phía sau xuất hiện bằng một cách không bình thường. Sau đó thì sao? Sau đó ta cũng hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Và lại Thừa Thiên Khải Địa lại tiếp tục khiến ta tu luyện thất bại. Sau đó ta đập vỡ đồng hồ cát, làm cho thời gian dừng lại. Như vậy thì ta không tu luyện thành công thì cũng sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Coi như khoảng thời gian này chưa từng xảy ra, mà ta vẫn giấu giếm nó ở sau lưng, mục đích cũng chỉ là vì thời khắc này mà thôi. Lúc nói lời này, Quỷ Vương không nhìn tôi, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào tên Lưu Minh Bố cuối cùng kia. Tên hàng giả kia nói thật lòng còn lợi hại hơn tôi nhiều. Nếu hắn đánh nhau với tên đại hán trung niên thì đúng là không phân thắng thua. Quỷ Vương nói, chỉ cần bắt được hắn, giết hắn đi, lột ra trên người của hắn khoác lên người của mình, thì thất tinh ma thư có thể không cần học công tử thông hiểu. Đây cũng là chỗ lợi hại của ma thuật này. Tôi hỏi Quỷ Vương, người giết hắn thì ta sẽ chết đúng không? Có thể sẽ, cũng có thể không. Vậy người khoác da của hắn lên người xong thì ngươi có thể học được tất cả mọi thứ trong đốt tâm ma sách ư? Tuyệt đối có thể. Vậy mục đích ngươi học những bản lĩnh này là gì? Tôi hỏi lại Quỷ Vương. Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng nói, gia tộc mọc lên như rừng, trăm ngàn năm qua phải nhận hết mọi sự sỉ nhục. Tuyển Liệt Thiên ta đây, thân là người sống lâu nhất, mà phải nhìn thấy các vãn bối trải qua bất hạnh như vậy, ta làm sao còn mặt mũi tiếp tục sống chui lủi trên thế gian. Ta nhất định phải thu được sức mạnh khai thiên ích địa để xoay chuyển cục diện của gia tộc. Tôi không biết nên nói cái gì tiếp theo thì Quỷ Vương nói với tôi, người biết tại sao lúc ngươi sinh ra lại không phải con nhà giàu không? Biết tại sao lúc ngươi đi học các bạn nữ lại không thích ngươi không? Biết tại sao lúc ngươi đi làm ngươi không dám gây sự với người khác không? Hơn nữa tiền lương đặc biệt thấp không? Bởi vì gia tộc của chúng ta vẫn đang bị áp chế, ta lại không thể để cho dòng dõi của mình vừa sinh ra đã được hưởng thụ đãi ngộ xa hoa của thế giới này. Tôi lắc đầu nói, Quỷ Vương, ta cảm thấy người sống có phần cơm ăn là được rồi, không cần thiết phải tranh cường hao thắng như vậy đâu. Quỷ Vương vung tay lên trấn thành nói, không đúng, đó là câu mà người yếu mới có thể nói. Kẻ mạnh chân chính sẽ muốn sừng sững đứng trên đỉnh cao nhất, tạo phúc cho con cháu muôn đời. Hai mắt tôi ngấn nước, vì quyền lực mà tôi vẫn luôn bị che mắt ư? Thật ra Quỷ Vương từ trước tới nay đều không lừa gạt tôi chuyện gì cả, chuyện gì cũng là thật hết, chỉ có hắn giả vờ suy yếu là giả. Đừng do hắn sợ tin tức lộ ra nên mới giả vờ yếu đuối trước mặt tôi. Có thể là giả vờ suy yếu cũng không phải chuyện gì đặc biệt vi phạm lương tâm đạo đức. Tôi cũng không nói thêm gì nữa, lúc này mới hỏi Quỷ Vương, làm sao chứng minh được ngươi thực sự nói thật? Quỷ Vương không nói hai lời liền phất tay, vứt một quyển sách màu vàng từ trong tay áo ra, giống như thánh chỉ rơi vào tay tôi. Tự xem đi. Quỷ Vương nhàn nhạt nói, tôi mới vừa mở sách còn chưa kịp xem thì tên Lưu Minh Bố giả đã đánh lùi tên đại hán trung niên, quay đầu nói với tôi, à bố,
đừng tin hắn. Giết ta, ngươi cũng không sống được. Ngươi lẽ nào không muốn sống ngư? Quỷ vương nổi giận, lúc này hét lớn lên với tên đại hán trung niên. Lúc này còn không động thủ, định chờ đến khi nào? Đại hán trung niên lột lớp da trên mặt ra. Lúc mới đầu tôi đã bị dọa khiếp, cho rằng hắn muốn tự hại mình sao. Nhưng sau đó mới phát hiện ra trên mặt hắn gắn mặt nạ da người. Sau khi xé mặt nạ, tôi sững sờ ngay tại chỗ. Dáng vẻ của tên trung niên này giống quỷ vương y như đúc, nhưng hắn tuyệt đối không phải là quỷ vương thật. Không sai, chắc chắn là tên đóng giả quỷ vương đã cướp đi khối thiên thạch thứ ba. Thì ra hắn là tay chân của quỷ vương. Quỷ vương để số 73 mang tôi đi tìm khối thiên thạch thứ ba, đồng thời lại phái quỷ vương giả đến quấy rối tôi là sao? Chẳng lẽ đây là song trọng bảo hiểm? Bảo hiểm kép để đảm bảo khối thiên thạch không rơi vào tay người khác sao? Như thế cũng có đạo lý. Dù sao lúc đó tôi cũng gặp được tên che mặt và hai đứa trẻ A Tỳ. Sau đó khối thiên thạch thứ ba cũng xác thực đã ở trong tay quỷ vương giả. Có thể nói quỷ vương thật sắp xếp mọi thứ tương đối hoàn hảo. Lúc này có hai quỷ vương, hai Lưu Minh Bố, quỷ vương thật và Lưu Minh Bố giả nhìn nhau. Quỷ vương giả và tôi thì đánh nhau. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn quyển sách kia. Đứng đầu nhánh chính là Tuyệt Liệt Thiên. Các nhánh phân biệt có 9 tên, mà một trong hai nhánh chính dưới đó là Lưu Tông Thừa. Lưu Tông Thừa chính là lão tổ tông đời đầu của nhà tôi, mà hắn chỉ là dưới dòng của quỷ vương. Tôi nhìn theo tên người thì phát hiện ra quyển này giống quyển gia phả nhà tôi, thuộc tắc kẻ hoa ở bên trong cơ thể. Mặc dù có thể phát huy hiệu quả do phương pháp điều phối bên trong, có thể tăng thêm máu cho tôi. Máu này chính là một cấm chú. Người khác có lấy đi cũng vô dụng, chỉ có người trong gia tộc mới có thể sử dụng. Tôi bỗng nhìn quát, không đúng, trong gia tộc chết nhiều như vậy, có rất nhiều người có tướng mạo giống ta, tại sao lại không quan tâm? Thiên thạch rơi xuống, tự có số mệnh riêng. Người đáng chết, không ai ngăn cản nổi cái chết của hắn, cũng giống như tôi này bị thương nặng vậy. Quỷ vương nói thầm thúy, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Tôi đem quyển sách ném cho quỷ vương, nói, động thủ đi. Nếu như có thể vì gia tộc mà hy sinh, thì Lưu Minh Bố ta cũng còn như chết có ý nghĩa rồi. Quỷ vương nói, người không nhất định sẽ chết, chờ ta lột da của hắn xong thì người sẽ không chết. Người sẽ là quỷ vương đời thứ hai chân chính của gia tộc chúng ta. Hóa ra trước đây tôi lại bị lừa gạt à? Hay là lúc đi Tây Song bản nạp, quỷ vương đã bắt đầu hành động, mục đích để cho tôi tin hắn, cho tôi bội phục hắn và nghe lời hắn? Nhưng cái đấy không quan trọng, dù sao máu mủ tình thâm, nếu là tổ tông của tôi thì tôi cũng không thể nói gì được. Giống cha tôi đánh tôi một cái, tôi tuyệt đối cúi đầu, dám cũng không dám đánh. Đừng nêu như người ven đường tùy tiện đánh tôi một cái, thì tôi sẽ cầm viên gạch đánh cho hắn đến cha mẹ hắn cũng nhận không ra. Cái này gọi là liên hệ máu mủ. Liệu mình bố, ngươi không cần ngu như vậy đâu. Quỷ vương có thể giết ta thì cũng có thể giết ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Liệu mình bố giả giống to một câu. Tôi vội vàng ngăn cản quỷ vương, không cho hắn tiến lên động thủ. Quỷ vương nhìn tôi một cái, nhưng vẫn nhẫn nhịn tức giận trong lòng. Ngươi là ai? Tôi lớn tiếng chất vấn. Tên Liệu mình bố giả còn chưa kịp nói chuyện, quỷ vương đã quát lên một tiếng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giữ lại xuống địa ngục nói đi. Quỷ vương cuối cùng cũng chờ đến lúc tên hàng giả xuất hiện. Lúc này bóng người lóe lên, một phát bóc lấy cổ họng của hắn, ra rắc một tiếng vang lên, trực tiếp đem cổ họng của hắn cào đến rách nát. Máu tươi như suối cứ thế tuôn rào rạt từ cổ hắn ra. Tôi mau chóng xông tới ngăn cản quỷ vương. Tay phải của hắn nắm thành quyền, trên nắm tay bỗng nhiên bắn ra một ngọn lửa chói lóa. Đi chết đi! Quỷ vương phẫn nộ quát một tiếng, đánh tên Liệu Minh Bố giả một quyền. Tôi vội vàng chắn trước người tên Liệu Minh Bố giả. Ầm một tiếng, một quyền rơi xuống, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Tôi bị bay ngược ra ngoài, tên Liệu Minh Bố giả cũng bị đánh bay ra ngoài. Lúc chúng tôi đều rơi xuống đất, từng người nằm trên mặt đất đau đến mức không thể tiếp tục nhúc nhích được nữa. Nhưng tôi vẫn cứ căn răng chịu đựng đau nhức ở trên người,
rên rỉ chất vấn: "Người, người rốt cuộc là ai? Nói mau." Quỷ vương vì ngăn cản tên Liên Minh Bố Già nói ra thân phận của mình nên đã phá hủy cổ họng của hắn. Hắn một tay bưng cổ, một tay kia chầm lấy máu tươi trên người, bắt đầu chậm rãi viết trên đất. Khi hắn vừa mới xoay người thì quỷ vương lại tấn công lần nữa. Lần này người hắn hầu như đều bốc lửa rồi, có thể một đòn là đánh chết người. "À bố, mau tránh ra." Quỷ vương răn dạy tôi một câu. Tôi cũng không động đậy, nhưng ở lúc khẩn cấp quan trọng thì tôi vội vàng chắn trước mặt tên hàng giả. Quỷ vương trợn tỏ mắt, muốn thu quyền lại thì cũng không kịp nữa rồi. Mà thấy nắm đấm của mình đã sắp đánh lên mặt của tôi. Cú đấm này mà đánh tới thì dù tôi có hải cốt thủy tinh bảo vệ cũng sẽ bị đánh cho nát đầu. Trên tay có liệt diễm, tôi cũng có thể cảm nhận được rồi. Bên trong con người của tôi hiện ra một cú đấm thép. Ngay lúc đó chuẩn bị đánh vào mặt của tôi thì trong nháy mắt thân thể của tôi xuất hiện ở trên một ngọn cây. Tôi vừa nhìn lại đã thấy nữ cảnh sát chắn ở trước người Liên Minh Bố Già. Đầu của nàng quay lại nhìn tôi, trong mắt không hề có chút hối hận nào mà lại nhẹ nhàng cười với tôi, dành cho tôi nụ cười thuần khiết nhất. "Đừng mà." Trong nháy mắt tôi đã rưng rưng nước mắt, mặc dù điên cuồng hét lên nhưng đã quá muộn rồi. Chương thứ 362: Gương mặt phía sau mặt nạ bông tuyết. Edit Min. Quỷ vương đốt lên liệt diễm, ngọn lửa mãnh liệt trong nắm đấm thép ầm ầm đánh vào mặt nữ cảnh sát. Một khắc đó, nữ cảnh sát phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Thời gian cứ như chậm lại. Tôi nhìn chằm chằm nữ cảnh sát, choáng váng. Tôi điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy xuống từ ngọn cây, trực tiếp chạy về phía nữ cảnh sát ôm lấy nàng. Nắm đấm quỷ vương lần thứ hai bốc lên hỏa diễm, chuẩn bị công kích Liên Minh Bố cuối cùng. Hắn nằm trên đất, dây thanh quản đã hỏng. Giờ khắc này tôi thấy hắn run rẩy, dùng máu tươi trên ngón tay vẽ lên trên mặt đất một nét ngang, rồi lại vạch một đường thẳng, một hình chữ thập màu đỏ máu. Người luôn nghĩ chính mình rất đáng gờm, đêm nay dẫn dụ ta ra là có thể tiêu diệt ta sao? Người quá ngây thơ rồi. À bố là người trong tộc của ta, suy nghĩ tất nhiên giống ta, hắn nhất định sẽ đứng ở phe của ta. Tôi ôm nữ cảnh sát trong ngực, nhìn đôi môi màu đỏ của nàng, từ phía trong không ngừng tràn ra máu tươi. Tim tôi như bị rào cứa. Nên bây giờ tôi nhất định phải cứu Liên Minh Bố kia. Khi tôi mới vừa buông nữ cảnh sát trong lồng ngực ra, chạy như bay về phía Liên Minh Bố Già. Nữ cảnh sát bỗng nhiên biến mất lần nữa. Một lát sau, Liên Minh Bố Già xuất hiện trước mặt. Xong đời, tôi quát to một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Long xà đầu đằng nhanh chóng chưa đến hai chân của tôi, khiến chân tôi sinh ra gió lớn. Chỉ trong vòng 2 giây liền vọt tới trước mặt nữ cảnh sát. Đạp đâm thêm của quỷ vương đã đến, nhưng ngay khi chuẩn bị đánh lần thứ hai đánh tới trên mặt nữ cảnh sát, tôi đột ngột nghiêng đầu chắn trước mặt nữ cảnh sát. Một tiếng sát thêm va chạm kịch liệt truyền đến. Nằm đấm thêm của quỷ vương đánh lên sọ não của tôi, vừa vặn đánh vào huyệt thái dương. Trước mắt tôi bỗng nhiên biến thành một mảng màu đỏ. Tôi biết con người của mình đã bị đánh đến đổ máu, máu tươi chảy đầy trong tròng mắt của tôi, che lại tầm mắt. May mà có khung xương thủy tinh bảo vệ đầu óc của tôi, nếu không cú đấm này tuyệt đối có thể làm cho đầu tôi nở hoa. À bố, người... Quỷ vương khiếp sợ không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tôi sẽ vì nữ cảnh sát mà chặn cú đấm này. Mà cú đấm này của quỷ vương cũng trực tiếp làm cho tôi trọng thương, ngã trên mặt đất, căn bản không nhúc nhích được nữa. Nữ cảnh sát nhào tới, sắc mặt vàng như tờ giấy, trông có cảm giác như hồi quang phản chiếu. Nàng nâng mặt của tôi khóc lóc hỏi: "Tại sao người phải vì ta đỡ đòn này?" Bên trong hai mắt của tôi là một mảng màu đỏ như máu. Xuyên qua màn tre màu máu, tôi miên cương thấy rõ nữ cảnh sát khóc càng lúc càng to, nước mắt không cầm được từ hốc mắt chảy xuống. Tôi không nói lời nào mà nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương áy náy đứng tại chỗ. Thời điểm hắn lại đây nâng tôi lên,
Tôi một phát bắt được tay hắn, hỏi hắn rốt cuộc là ai. Giờ khắc này Lưu Minh Bố già đã thoi thóp rồi, hắn bị quỷ vương cắt đứt dây thanh quản, nếu không kịp thời cứu trị, cứ tiêu hao như vậy sớm muộn sẽ chảy sạch máu tươi mà chết. Quỷ vương thở dài một hơi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Ba người chúng tôi chờ nhìn Lưu Minh Bố già chết đi. Thời gian hắn từ từ chết đi, hai mắt hắn vẫn tràn đầy kỳ vọng, cứ như vậy nhìn tôi chằm chằm, mí mắt cũng không nháy. Tuy rằng dây thanh quản của hắn bị cắt đứt, hô hấp rất khó khăn, nhưng vẫn căn răng kiên trì tới một giây phút cuối cùng. Khi hắn triệt để chết đi, tay trái của hắn đùng một trường vô lên trên hình chữ thập màu đỏ trên mặt đất, sau đó ngừng hô hấp. Hắn cuối cùng vẫn chết rồi. Hắn đến tổ cùng là ai, tôi cũng không biết được rồi. Tôi chỉ biết Lưu Minh Bố cuối cùng này hiểu rất nhiều thứ, biết rất nhiều chuyện. Hơn nữa phong cách làm việc của hắn rất lão luyện. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu hắn đến tổ cùng là ai. Thời điểm quỷ vương nâng tôi dậy, tôi cũng thở dài một hơi. Quyền lực và những tranh đấu quyền lực rất dễ dàng khiến người ta rơi vào lạc lối. Tôi thoát khỏi quỷ vương, nhỏ giọng nói, tôi không sao, để tôi yên lặng ngồi đây một lúc, các người cứ đi về trước đi. Quỷ vương thần mang theo quỷ vương giả rời khỏi, còn lại tôi ôm nước cảnh sát ngồi ở ven đường. Qua khoảng mười mấy phút, cơ thể của tôi rốt cuộc cũng đã khỏi hẳn, mà nước cải san nằm trong ngực của tôi lại không nhúc nhích. Nàng chưa chết, chỉ là cứ trợn tròn mắt nhìn tôi, khoe miệng còn che một nụ cười. Giờ khắc này trong lòng tuôn ra tâm trạng áy náy vạn phần. Tại sao người phải đỡ công kích của quỷ vương? Nước cải san duỗi ra bàn tay dính đầy máu tươi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của tôi, nói, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng đồng lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Ngươi là người đầu tiên, cũng nhất định là người cuối cùng. Tôi không phải là loại người ra mồm cãi láo, nhưng giờ khắc này nước mắt của tôi thực sự không nhịn được. Tôi căn bản không cách nào khắc chế tốc độ rơi của nước mắt. Tôi ôm nước cảnh sát khóc nức nở. Nước cảnh sát nói, à bố, đừng khóc, ngươi nghe ta kể chuyện trước đây đi. Tôi nói, không, trước tiên chúng ta đi đến bệnh viện. Trước tiên phải đi bệnh viện đã. Lúc nói chuyện, tôi liền muốn đứng lên, nhưng nước cảnh sát ngăn cản tôi, nói, bệnh viện không cứu được ta đâu, ai cũng không cứu được ta, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Tôi nhất thời có chút choáng váng, nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của nước cảnh sát. Nàng nằm trong ngực của tôi, nhìn chằm chằm các ngôi sao trên bầu trời đêm, nói, khi còn bé, cha mẹ ta đã bị kẻ thù giết chết, mà ta cũng đi lưu vong, trải qua tất cả khổ cực rồi. Mỗi ngày ta đều tìm kiếm đồ ăn trong thùng rác, mà đến khi gặp một người đàn ông, một người mang mặt nạ bông tuyết. Quỷ vương sao? Nữ cảnh sát lắc đầu, nói, hắn dạy ta bản lĩnh, nói cho ta đạo lý làm người. Hắn mang theo ta sinh sống 10 năm, nhưng ta trước sau chưa từng thấy gương mặt sau mặt nạ của hắn. Tôi tự vẽ minh họa trong đầu. Nữ cảnh sát lại đưa tay vuốt ve mặt tôi, nằm trong ngực của tôi, một mặt an tĩnh nói, mà đến tận lúc ở trên đập lớn, ta trinh mắt nhìn thấy tướng mạo của người đeo mặt nạ bông tuyết kia, ta mới biết hắn là ai. Tôi cả kinh, nghĩ thầm, không phải quỷ vương đã xóa sạch trí nhớ của nàng rồi sao? Tại sao nàng lại nghĩ tới? Chẳng lẽ có một số chuyện kích thích thần kinh của nàng, làm cho nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện này sao? Tôi vội vàng hỏi nữ cảnh sát, ở trên đập lớn, người đeo mặt nạ bông tuyết không phải quỷ vương, chính hắn thừa nhận rồi mà. Nữ cảnh sát lắc đầu, nhẹ nhàng cười, ở trong ngực tôi đẹp đẽ nói, ngươi ôm chặt ta, để ta ghé vào tai ngươi nói cho ngươi biết. Thân thể của nàng rất suy yếu, tôi cũng không dám dùng sức. Giờ khắc này chậm rãi ôm lấy cổ nàng, làm cho nàng cách tôi rất gần. Nàng nhỏ giọng nói, ánh mắt của người đó cùng người đeo mặt nạ nuôi ta 10 năm giống nhau như đúc. Nếu khi ta gỡ mặt nạ của hắn, ta thấy là mặt của ngươi. Cái gì? Tôi kinh ngạc tới trợn tròn mắt, hoàn toàn khó có thể tin được. Ở đập lớn, người lúc trước tiêu diệt Hỏa Vân Thương không phải quỷ vương sao? Đây tuyệt đối
là quỷ vương cơ mà. Chẳng lẽ trong lòng tôi sững sờ, đưa tới thi thể Lưu Mi Bố giả kia, khắp người hắn viết đầy nội dung của 7 quyển ba thư. Nữ cảnh sát nói khuôn mặt sau mặt nạ bông tuyết là tôi. Lẽ nào quỷ vương lúc trước tiêu diệt Hỏa Vân Thương kia chính là Lưu Minh Bố cuối cùng này đã sớm tới cứu tôi sao? Thi thể của Lưu Minh Bố già đã bị quỷ vương mang đi. Từ đây quỷ vương đã đoạt được 7 quyển ba thư, có thể tu luyện thần công hằng mơ ước. Nhưng tôi lại càng mơ hồ hơn rồi. Quỷ vương ở đập lớn tuy rằng trông giống hệt tôi, nhưng hắn khẳng định không phải tôi. Bởi trên người tôi còn có long xà đồ đằng, ngoài trừ Lưu Minh Bố già, tôi thực sự không nghĩ tới là ai khác. Mà khi ta đi cùng với người, ta phát hiện ánh mắt của người cùng với người đeo mặt nạ bông tuyết kia rất giống nhau. Ta tin chắc người đeo mặt nạ bông tuyết đã nuôi ta 10 năm chính là người. Thời điểm nước cảnh sát nói ra câu này, tôi quát to một tiếng: không thể, hai người chúng ta cùng tuổi. 10 năm trước người nhiều lắm 10 tuổi, mà ta nhiều lắm cùng 16 tuổi. Khi ta 16 tuổi còn đang đi học, bản lĩnh gì cũng không có, mỗi ngày đều chịu đòn ở trường học, làm sao có khả năng nuôi người 10 năm. Nữ cảnh sát ôm lấy cổ của tôi nói: người đó nhất định là ngươi, không sai được. Chính là loại cảm giác này, cảm giác nằm trong ngực của ngươi. Tôi không lên tiếng nữa. Nữ cảnh sát lặng lẽ cong đôi môi đỏ hôn lên môi tôi. Ngay lập tức trong đầu của tôi âm âm chấn động, suýt chút nữa ngất đi rồi. Thời điểm tôi không nhìn được nhắm mắt lại, nữ cảnh sát nhỏ giọng ghé vào tai của tôi nói: mang ta theo, tiếp tục lang thang đi. Tôi cứ như vậy liền ngủ rồi. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang đeo một cái mặt nạ bông tuyết, mà đứng bên cạnh là một tiểu nha đầu khoảng chừng 8 tuổi. Cô bé ngẩng đầu nhõng nhẽo hỏi tôi: sau này chúng ta sẽ đi đâu? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 363, Lâm Hồng Nhi, editor Mẫn Mẫn. Tôi nhìn một lượt khắp 4 phía, ba thi thể nam nhân phía sau đã triệt để tắt thở, mà trong tay tôi vẫn còn vương lại rất nhiều máu tươi. Ta giết người sao? Nữ hải ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: người đã hỏi ta câu này lần thứ 3 rồi. Tôi ừ một tiếng, ôm lấy tiểu cô nương này, đặt nàng ngồi ở trên bả vai của tôi, hỏi nàng: tương lai của ngươi có dự định gì không? Nơi này là vùng núi, có vẻ rất hẻo lánh. Chúng tôi đi trên một đường núi, tôi cứ như vậy cõng bé gái. Bé gái suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: tương lai ta muốn là một nữ cảnh sát, như vậy có thể bắt thật nhiều người xấu. Tôi cả người chấn động, đứng ngây tại chỗ, nghiêng đầu nhìn lại, thật lòng hỏi: người muốn làm cảnh sát sao? Đúng vậy, làm cảnh sát có thể bắt thật nhiều tên cướp. Tôi lúc này mới biết, thì ra bé gái trên vai tôi chỉ là nữ cảnh sát 10 năm trước. Nhưng thân thể cùng tướng mạo của tôi còn có tuổi tác đều không có phát sinh biến hóa gì. Điểm này tôi không nghĩ ra. Tôi hỏi nàng: người tên là gì? Bà bà họ Lâm, thế gọi ta là Tiểu Lâm Lâm. Mẹ gọi ta là Hồng Nhi, cho nên ta tên Lâm Hồng. Cô bé ngồi trên bả vai của tôi cười hì hì nói: Hồng Nhi. Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này, sau đó gật đầu nói: được, tên rất hay. Cô bé cúi đầu hỏi tôi: đại thúc à, quen biết người đã mấy ngày, tại sao người vẫn mang mặt nạ? Tôi sững sờ nói: hả, mang mặt nạ khá là ngốc à. Vậy lúc nào sẽ bỏ mặt nạ xuống? Tôi nói: tùy tình huống, bình thường không bỏ. Cái mặt nạ này làm từ băng dao, đi giống như bông tuyết vậy. Tôi nói: hẳn là làm từ băng đi. Mặt nạ của ngươi sẽ tan chảy sao? Tôi nói: không rõ lắm, trời qua nắng có lẽ sẽ tan chảy đi. Cái này sau khi tan chảy sẽ là mùi vị gì nhỉ? Có phải là ngọt như cây băng không? Tôi muốn ngất. Không nghĩ tới nữ cảnh sát bình thường tâm cao khí ngạo, mà khi còn bé lại quấn người như thế, quả thực là mèo xanh bướng bỉnh điển hình rồi.
hỏi 3000 câu. Tôi không hé răng, thế tôi vẫn thở hổn hển. Nữ cảnh sát nhỏ lại hỏi tôi: Đại thúc à, người có phải là rất mệt hay không? Hay là để ta tự đi đi, có được không? Chỉ cần người không nói lời nào, ta sẽ không mệt. Người nói nữa, ta sẽ đánh cái mông của người như ba ba của người vậy. Người tin không? Nói đến chuyện đánh cô bé, nữ cảnh sát nhỏ bị hù dọa, im lặng ngồi ở trên vai tôi một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói: Ta muốn hỏi câu cuối cùng, có thể không? Nếu không thể, ta sẽ không nói. Tôi lau mồ hôi chán, nói: Lúc này, người đã nói 4 câu, muốn hỏi cái gì? Người chỉ có thể hỏi một câu cuối cùng. Nữ cảnh sát nhõng nhẽo nhõng nhẽo vâng một câu, nói: Đại thúc, người tên là gì? Sau này ta cũng không thể cứ gọi ngươi là đại thúc chứ. Tôi nghĩ nghĩ, nói: Đế Thích Thiên. Tôi không có chút nghi ngờ khi bà thốt lên 3 chữ này. Cả người của tôi chấn động, đứng tại chỗ, cũng không đi được rồi. Đế Thích Thiên, 3 chữ này căn bản cũng không phải là tôi cố ý nói, mà là tôi vô thức thốt ra. Cuối cùng là có ý gì? Thì ra tất cả những thứ này đã được quyết định từ rất lâu rất xa rồi. Tôi là Đế Thích Thiên, tôi là quỷ vương ở đập lớn ngăn sông, tôi cũng chính là Lưu Minh Bố. Khi nữ cảnh sát kéo mặt nạ quỷ vương ra, nàng nhìn thấy Đế Thích Thiên, nhưng đồng thời cũng là tôi. Nói cái khác, tôi lúc đó đã thực sự trở thành quỷ vương đời thứ hai. Nói cái khác, quỷ vương kỳ thực không gạt tôi, hắn thực sự muốn truyền ngôi cho tôi. Trong não lại bắt đầu hồ đồ rồi. Nữ cảnh sát nhỏ nhong nhà nhong nhẽo hỏi tôi: Đế Thích Thiên đại thúc, ta còn một số vấn đề cuối cùng, ta có thể hỏi không? Người vừa nãy đã hỏi vấn đề cuối cùng rồi, bây giờ sao lại xuất hiện một cái cuối cùng nữa? Người đến cùng là có bao nhiêu cái cuối cùng đây? Tôi chết mất. Tôi thật chưa từng trông qua một tên tiểu hài tử, không biết tiểu hài tử lại phiền toái như vậy. Trong nháy mắt, tôi rất đồng cảm những giáo viên mầm non cùng giáo viên tiểu học. Không phải nha, Đế Thích Thiên đại thúc thực sự còn có một vấn đề cuối cùng nữa. Tôi nhẫn nại nói: Được, vấn đề gì? Người hỏi đi. Đại thúc, người đeo mặt nạ có thể quang minh chính đại đi trên đường phố sao? Tôi sững sờ, thật không biết tiếp theo nên làm thế nào. Ban ngày không ra phố, chỉ buổi tối mới đi. Tôi nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói như vậy. Đại thúc à, vậy ta còn một vấn đề cuối cùng, ta có thể... Đưa cảnh sát nhỏ còn chưa nói hết, tôi nổi giận gầm lên một tiếng: Không thể. Tôi bất thình lình nổi giận, làm cho nữ cảnh sát nhỏ sợ hãi đến giật mình, suýt chút nữa rơi trên bả vai của tôi. Sau một hồi yên lặng, tôi cứ như vậy mang theo cô ta đi xuống sườn núi. Hình ảnh xoay một cái, tôi thấy được tuổi trung niên của chính mình. Sau đó tôi đã hơn 30 tuổi, mà nữ cảnh sát cũng đã trưởng thành, lớn lên rất xinh đẹp, rất gợi cảm. Chẳng qua nàng bây giờ trải qua 10 năm, chẳng biết vì sao đã trở thành một người lạnh nhạt, ngay cả nói chuyện với tôi cũng rất lạnh lùng. Trước khi chia tay, tôi nói với nữ cảnh sát một câu: Ta muốn đi Thiên Sơn. Nữ cảnh sát nói: Đi Thiên Sơn làm gì? Đi tìm một người không phải là con người. Ta nghĩ đến hắn đã lâu rồi, ta cảm thấy nhất định đã phục sinh từ lâu, chỉ có điều chán ghét thế gian tranh đấu. Nói xong, tôi liền nghênh ngang rời đi. Nữ cảnh sát kiên cường lạnh lùng, trong mắt rơi một giọt nước mắt, nhưng lập tức đưa tay lau đi. Trong ánh mắt lại ngập tràn kiên nghị. Hình ảnh tới đây dừng lại. Tôi đột nhiên lắc đầu, phát hiện nữ cảnh sát đang nằm phục ở trong người của tôi, nhắm mắt nhìn tôi, khóe miệng còn nở một nụ cười hạnh phúc. Nàng nói: Người đều thấy được sao? Vừa nãy hình ảnh kia thực sự quá chân thực. Không những cảm thấy như vậy, mà ngay cả nữ cảnh sát ngồi bên bả vai của tôi, cảm giác cũng đều rõ ràng. Tôi nói: Thực sự là tôi nuôi lớn cô sao? Nữ cảnh sát ở một tiếng, nói: Trước đây ta không biết, lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo Đế Thích Thiên, ta liền quyết định đi theo ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi nên biết Đế Thích Thiên. Nhưng sau đó bị quỷ vương xóa đi ký ức. Sau đó khi ta hồi phục lại ký ức,
ta mới phát hiện người mới thực sự là Đế Thích Thiên. Tại sao? Bởi vì những chuyện ngươi làm gần đây, còn cả lời nói cùng với tính cách, phong cách của ngươi đều giống Đế Thích Thiên như đúc. Đế Thích Thiên nuôi ta 10 năm, cũng thường tự nói mình là ngu ngốc. Hắn chưa bao giờ cùng người khác phân tranh, cũng không cùng người khác cãi nhau. Gặp sự tình đều lựa chọn hòa giải. Hắn thực sự mạnh mẽ, nếu có thể nhường nhịn khắp nơi. Nữ cảnh sát nói xong, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nói: đừng tiếc rằng hồi ức tuy đẹp, cuối cùng rồi sẽ tiêu tan trong quá khứ. À bố, ta phải đi. Không được. Tôi ôm chặt nữ cảnh sát, áp đầu nữ cảnh sát vào lồng ngực của mình, ôm thật chặt, chỉ sợ hơi lỏng tay một chút, nàng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nữ cảnh sát hô hấp càng ngày càng yếu, nàng ở trong ngực của tôi nhỏ giọng nói: à bố, ta đột nhiên vừa nhớ tới một khả năng. Khả năng gì? Lòng tôi đau xót, nên nữ cảnh sát thân thể yếu ớt, cùng hô hấp ngày càng yếu ớt. Tôi thực sự muốn rơi nước mắt rồi. Có lẽ người đã chết, cũng có lẽ người đã sống mấy chục tuổi, càng có khả năng người đã sống mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, thậm chí là mấy vạn tuổi. Thậm chí người có thể không phải người bình thường, bởi vì sau này người có thể thông thạo làm chủ sức mạnh của mắt quỷ. Cho nên người có thể sắp xếp những chuyện đã từng xảy ra của chính mình, sau đó xuyên về quá khứ, tiếp tục sự việc năm đó. Cũng có lẽ tùy ý xuyên qua khoảng thời gian nào đó, đi thử nghiệm bằng hữu cùng nhân vật mới. Mà ta có lẽ là một khoảng thời gian khác với ngươi. Nhắc tới cũng thực sự là duyên phận. 10 năm trước ngươi dạy ta nuôi ta, 10 năm sau lần đầu tiên ta thấy ngươi liền đánh ngươi. Ngươi không giận ta chứ? Nữ cảnh sát dần dần nhắm mắt. Tôi lay người nàng, nói: không, đừng có rời xa tôi. Ta muốn hỏi người một vấn đề cuối cùng, có thể không? Nữ cảnh sát nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười hỏi tôi. Có thể, có thể mà, cô hỏi bao nhiêu cũng được. Nước mắt rơi xuống giữa không trung, gió nhẹ thổi qua, nước mắt vương xuống mặt nàng. Nàng nhắm chặt mắt lại, khoe miệng bỗng nhẹ hẫng. Nếu có kiếp sau, ta làm bạn gái ngươi, có được không? Được, nhất định được, nhất định có thể. Không cần kiếp sau, liền ngay kiếp này. Cô chịu đựng một chút đi, cô bây giờ chính là bạn gái của tôi rồi. Tôi điên cuồng gào thét. Đây là lời ngươi hứa hẹn với ta, ta vĩnh viễn ghi nhớ. Bàn tay nữ cảnh sát đang vuốt ve gò má tôi, một khắc sau liền buông xuống. Gió ngừng thổi. Và các bạn nghe tiếp chương thứ 364, Dựng lại thân thể sau đại sự. Edit Sên Mẫn Mẫn. Tôi ôm lấy thi thể nữ cảnh sát, cả người đều choáng váng. Tôi không biết mình đã ngồi ở đầu đường bao lâu rồi. Mãi đến lúc tôi tỉnh lại mới biết mình ngủ quên ở đầu đường, mà thi thể nữ cảnh sát trong ngực đã không cánh mà bay, nị ra thì ngồi bên cạnh. Đến sắc trời đã sắp sáng rồi, tôi hỏi nhị gia: Hồng Nhi đâu? Nhị gia hỏi: nữ cảnh sát sao? Thi thể đã bị ta chôn rồi. Tôi không nói gì, vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng đau khổ. Lúc đứng dậy còn loạng choạng đi về phía xe buýt, nhị gia đi phía sau hỏi tôi: người muốn làm gì nữa? Đi tìm quỷ vương, có chút việc cho muốn biết rõ ràng. Nhị gia ngài không nên đi đâu, dù sao quỷ vương cũng là tổ tông của chúng ta. Nhị gia ngài ở trước mặt hắn cũng chỉ được coi là tôn tử thôi. Tôi thì ngược lại vẫn còn tốt, có lời gì vẫn dám nói thẳng ra. Nhị gia thì không được như tôi, bọn họ là người thế hệ trước, đặc biệt tôn kính trưởng bối, nghe lời răm rắp. Cho nên tôi không có ý định để nhị gia đi theo tôi tìm quỷ vương. Chờ tôi thuê xe đến chỗ quỷ vương thì vẫn ở giữa phòng bệnh. Số 73 đã đứng ở cửa chờ tôi đã lâu rồi. Mới vừa nhìn thấy tôi, số 73 liền nói: quỷ vương vẫn luôn đợi ngươi, vào đi thôi. Đẩy cửa phòng đi ra vào trong phòng. Quỷ vương đang chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước sân thượng, nhìn chằm chằm vào mặt trời đang nhô lên. À bố, người đã đến rồi.
Quỷ vương nhàn nhạt nói. Tôi còn chưa hé răng thì hắn lại nói: xem ra ta đoán không sai, giết cái tên hàng giả kia đúng là sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi. Tôi ở một tiếng nói: thi thể của tên Lưu Minh Bố giả đâu? Quỷ vương xua tay, chỉ tôi đi đến chỗ giường bệnh. Tôi xông tấm vải trắng lên thì phát hiện ra một tên Lưu Minh Bố giống tôi y như đốc. Cổ họng của hắn đã bị xé rách ra, miệng vết thương từ lâu đang ngưng tụ thành một khối máu đông màu đỏ cực kỳ chói mắt. Đây nhất định chính là cái tên Lưu Minh Bố cuối cùng. Quỷ vương đã giết chết hắn, xé rách cổ họng của hắn, ngăn cản hắn nói cho tôi biết hắn là ai. Nhưng thứ quái dị hơn chính là đồ án thất tinh ma thư và chu văn trên người hắn đã biến mất không còn tăm hơi, một dấu vết cũng không thấy. Thân thể của hắn bóng loáng sạch sẽ, căn bản không có bất kỳ phù hiệu màu xanh nào. Tôi hỏi quỷ vương: thất tinh ma thư trên người của hắn đâu? Quỷ vương sững sờ nói: cái này ta cũng rất muốn biết. Sau khi mang thi thể của hắn về, cởi quần áo ra thì những phù hiệu chú văn đã biến mất không thấy đâu rồi. Tôi không nói gì. Quỷ vương nói: người đã biết trên người của hắn có đồ án và chú văn, vậy là người đã xem qua thân thể của hắn rồi ư? Không, ta chỉ thấy qua trên cánh tay của hắn có thôi, chỗ khác cũng chưa xem bao giờ. Dù sao ta cũng không có hứng thú với thân thể đàn ông. Tôi không có ý định cho quỷ vương biết hết những gì về nội dung của thất tinh ma thư, nhất định tôi phải giữ lại. Quỷ vương đương nhiên không tin. Hắn cười nói: à bố à, sự thật đã chứng minh ta sẽ không bao giờ hại ngươi. Ngươi sẽ đem thất tình mà thử giao cho ta chứ? Tôi nói: quỷ vương, ngươi là tổ tiên của ta, nếu như ta có thất tình mà thử thì nhất định sẽ đưa cho ngươi rồi, nhưng ta thực sự không có mà. Quỷ vương không lên tiếng, bầu không khí cứ như vậy tĩnh lại. Một lát sau tôi hỏi quỷ vương: cái tên Lưu Minh Bố giả rốt cuộc là ai? Tại sao ta không thể biết thân phận thật của hắn? Quỷ vương nhân lúc Lưu Minh Bố giả đang nói thân phận thật của mình thì phá hủy cổ họng của hắn, cắt đứt dây thanh quản của hắn. Có thể nói ra tay rất gọn gàng, rõ ràng là không muốn cho tôi biết thân phận thật của Lưu Minh Bố giả này. Hắn không phải là ai cả, chỉ là một tên hàng giả mà thôi. Giết hắn đi là rất chính xác rồi. Quỷ vương rất chuẩn mực mà nói. Quỷ vương rất chuẩn mực mà nói với tôi một câu như vậy, thật giống như việc hắn giết người là có lý vậy. Tôi nói: vậy người có thể nói cho ta biết hắn là ai không? Quỷ vương nói: hắn là ai không quan trọng, nếu như người rất muốn biết thì ta sẽ nói cho người biết. Nếu nói cho người, người nhất định sẽ không tin. Người nói đi, lời của ngươi ta đều tin. Tôi vẫn nhất quyết tâng bốc quỷ vương. Quỷ vương lại chắp hai tay sau lưng nói: hắn chính là ngươi, chỉ có điều không phải ngươi trong giai đoạn đó. Tức là Lưu Minh Bố trong tương lai sao? Tôi nói: trên người hắn có thất tình mà thử, nhưng trên người ta không có, điều này giải thích thế nào? Hắn chính là muốn cho ngươi sớm học được thất tình ma thư, sau đó nhanh chóng tăng thực lực của ngươi. Ngươi không phải là vẫn muốn biết sau khi ngươi chết, trong 3 ngày này đến tổ cùng xảy ra chuyện gì sao? Quỷ vương cuối cùng ném ra một quả bom nặng. Tôi liền vội vàng hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Đem thất tình ma thư mở ra cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết. Giọng của quỷ vương hiển nhiên có chút ra lệnh. Tôi lắc đầu nói: ta thực sự chưa từng nhìn thấy thất tinh ma tư. Tính mạng của chính mình ta đều có thể giao cho ngươi, ngay cả tính mạng của mình ta cũng có thể không quan tâm để ngươi giết chết tên hàng giả kia. Lẽ nào ta có thất tinh ma tư còn không giao cho ngươi sao? Quỷ vương sững sờ, suy nghĩ một lát, cảm thấy có đạo lý, liền nói: trong 3 ngày này, trước tiên ta mang ngươi quay trở về 20 năm trước, khi đó ngươi mới chỉ 6 tuổi. Sau đó thì sao? Tôi lại hỏi. Sau đó, trong 3 ngày này, từ một đứa bé 6 tuổi nhanh chóng lớn lên, mà cho đến 26 tuổi, ngươi sống lại quãng thời gian 20 năm qua trong 3 ngày. Khi ngươi 26 tuổi, quỷ nhãn cho ngươi phục sinh. Tôi lắc đầu nói: tôi nghe không có hiểu. Quỷ vương nói: đơn giản, kỳ thực ngươi đã sớm chết rồi. Lưu Minh Bố người vốn là kẻ đã chết.
Tôi cả kinh, hỏi tôi chết khi nào? Có thể là khi ngươi còn bé, cũng có khả năng là khi nam tử che mặt bắt ngươi lại. Ngươi đi học, làm việc, sinh hoạt, cho đến khi lái xe số 14, khi ở đáy biển quỷ vực, ở Thiên Sơn, Bắc Cương. Kỳ thực tất cả những việc này đều đã trải qua từ lâu. Ngươi sớm đã trên trong tay nam tử che mặt. Chỉ là khi mắt quỷ cho ngươi hồi sinh, lại không hề điều chỉnh thời gian đến lúc đó, mà là phục sinh ngươi và điều chỉnh về thời gian ngươi còn bé, để cuộc đời của ngươi lần thứ hai lặp lại. Những lời quỷ vương làm tôi chấn kinh rồi. Tôi hỏi, vậy lần thứ hai ta bị nam tử che mặt bắt được, ta chết đi, tại sao mất đi 3 ngày? Hỏi khá hay. Lần trước ngươi chết trong tay nam tử che mặt, mắt quỷ cho ngươi xuyên về khi còn bé, cho ngươi trải qua hết thảy cuộc sống một lần nữa. Khi thời gian kéo dài tới bây giờ, quỹ đạo lịch sử trùng khớp, ngươi lần thứ hai bị nam tử che mặt bắt đi, hơn nữa vẫn là bị hắn giết chết. Lần này trong đời của ngươi vẫn ít đi 3 ngày, nhưng ngươi cũng không trở lại khi còn bé nữa, bởi vì mắt quỷ đã cho ngươi thời gian 3 ngày để bù đắp thời gian 20 năm qua đã trải qua trước đó. Nói cái khác, mắt quỷ lần này đảo ngược sức mạnh của chính mình, không cho ta trở lại khi còn bé đúng không? Nếu không, qua 20 năm nữa, khi ta lớn lên, vẫn còn có thể chết trong tay nam tử che mặt, rồi lại trở về 20 năm trước. Sau đó như vậy, vô hạn tuần hoàn, vô hạn bị nam tử che mặt giết chết sao? Quỷ vương gật đầu chân thành nói, đúng, người mất đi 3 ngày trong đời chính là quỷ nhãn dùng cuộc sống của ngươi bù lại thời gian 20 năm ngươi trải qua, cho ngươi trực tiếp bước thẳng đến hiện tại, cho ngươi mất đi vòng tuần hoàn sinh tử. Lời của quỷ vương khiến tôi rơi vào trầm tư. Chính tôi lại nghĩ, có phải tôi đang sống trong vòng tuần hoàn sinh tử hay không? Khi tôi đến 8 tuổi, 100 tuổi, khi tôi chết đi, con cháu vây xung quanh tôi, nên tôi rời đi. Tôi nhắm mắt lại, một thời khắc đó, một lần nữa trở lại 20 tuổi, một lần nữa trải qua tất cả mọi thứ ở hiện tại, một lần nữa quen biết Cát Ngọc, Tô Trinh, nước cảnh sát, Bác Hải, chú Trung Niên, một lần nữa nhìn bọn họ lần lượt từng người chết đi. Tôi giống như một viên bi thép trên một cái vòng tròn, cứ như vậy vô hạn tuần hoàn, vô hạn xoay quanh, vĩnh viễn không dừng lại. Tôi thậm chí còn muốn biết, thế giới này có phải tất cả đều là một quá trình vô hạn tuần hoàn hay không? Đáp án là chắc chắn. Hố đen đổ tung, tạo ra muôn vàn dải ngân hà. Trong mỗi ngân hà lại xuất hiện một hành tinh tương tự mặt trời, tương tự trái đất, tạo ra sinh vật nguyên thủy, lại từng bước tiến hóa, lại biến thành người. Sau đó khoa học kỹ thuật từng bước phát triển. Ngàn tỷ năm về sau, hố đen lần thứ hai nổ tung, hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Sau đó một lần nữa làm ra từng dải ngân hà mới. Sau đó lại xuất hiện sinh vật nguyên thủy, sẽ lại từ từ tiến hóa thành người. Đây không phải là một vòng vô hạn tuần hoàn sao? Lẽ nào sức mạnh của mắt quỷ là đến từ vũ trụ mênh mông sâu thẳm sao? Nghĩ tới đây, tôi tự giễu nở nụ cười, tưởng tượng hơi xa rồi. Mắt quỷ chính là không thể nào đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ, bởi vì lai lịch của mắt quỷ rất rõ ràng. Đó là vì thiên tài viết Nhân Vương Kinh kia, sau khi hắn chết, hai con mắt biến thành hai viên mắt quỷ, một cái uy lực nhỏ, một cái uy lực lớn. Nên tôi cảm thấy rất có thể là lão già viết Nhân Vương Kinh kia đã nhận ra sức mạnh của Hồng Vũ giữa mênh mông thiên địa, mới luyện ra mắt quỷ. Tên kia thật đúng là cao nhân, không trách lão tổ đều bái phục trước Nhân Vương Kinh. Đây chính là chuyện lớn mà ta sẽ biết sau khi tái hợp thân thể sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 365, theo đuôi tới. Edit Min. Quỷ vương nói, thực ra cũng không ai biết cuộc đời của ngươi đến cuối cùng có phải vẫn đang rơi vào tuần hoàn tử vong không. Nhưng trước mắt, đối thủ của ngươi gặp đều vô cùng cường đại, rất có thể ngươi sẽ còn chết đi.
nhưng lại tiếp tục phục sinh. Lúc đó, nếu có cơ hội phục sinh, ngươi có thể tiếp tục sử dụng thân thể bây giờ, tiếp tục sinh tồn. Nếu lúc đó ta không phục sinh thì sao? Vậy hẳn là làm lại lần nữa rồi. Nhưng người chúng ta, ngươi lại một lần nữa quen biết từng người một. Thời điểm quỷ vương nói xong câu đó, rốt cuộc tôi cũng cảm ngộ được một đạo lý. Dọc con đường này, gặp nhiều đối thủ như vậy, mỗi một người đều lợi hại hơn tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng còn gặp giữ hóa lành. Tại sao? Không phải cái khác mà chính là bởi vì mắt quỷ đang giúp tôi. Chỉ đơn giản như vậy. Mượn sự tình tìm kiếm mắt quỷ ở Nam Hải quỷ vực làm ví dụ. Mặc kệ lúc đó nguy hiểm cỡ nào, gặp phải bí thuật Diêm La che trời, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Kinh sợ nên không gặp nguy hiểm vượt qua, cuối cùng vẫn là thuận lợi lấy được mắt quỷ. Tại sao như vậy chứ? Chính là bởi vì mắt quỷ vốn là của tôi. Đây là vật tôi nên chiếm được trong số mệnh. Chỉ đơn giản như vậy. À bố, kể cho ngươi nhiều như vậy, ngươi nên đem tất cả phù hiệu, đồ án trong thất tinh ba thư nói ra cho ta biết chứ. Quỷ vương hiền lành nói. Tôi lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Ta thực sự chưa từng thấy thất tinh ba thư. Nếu như gặp quà, ta khẳng định sẽ cho ngươi biết. Quỷ vương thở dài, phất phất tay, nói. Thôi, coi như việc này chưa từng xảy ra, ta cần nghỉ ngơi rồi. Đây là lời muốn tiễn khách. Tôi gật đầu nói. Ta còn có chút việc muốn làm, đi trước đây. Không đợi quỷ vương tiễn tôi, cũng không đợi quỷ vương nói những lời khác, tôi liền rời khỏi nơi này. Lúc gần đi, số 73 nhìn tôi một cái, vẻ mặt rất phức tạp, trong ánh mắt như là tràn đầy rất nhiều hàm nghĩa. Hơn nữa không riêng gì số 73, liền ngay cả A Long cũng là lặng lẽ nhìn tôi một cái. Tôi cảm thấy trong ánh mắt của hắn như đang giấu giếm chuyện gì đó. Nhưng ở đây không tiện hỏi, cũng không cách nào hỏi. Tôi cũng không quá để ý, đi thẳng ra khỏi cao ốc. Trên đường trở về, tôi nghĩ nghĩ. Hay là trước tiên, tôi nhà của chú trung niên, nhị gia đang ở chỗ đó chờ tôi. Hắn cũng hiểu tôi nhất. Đến nhà chú trung niên, hắn đối với tôi vẫn là đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng nhị gia nói, tiểu Âu Phụng không sai được. Đây chính là A Bố. Ngay cả có thêm 100 A Bố, ta cũng có thể cảm nhận được hắn là cháu ruột của ta. Nhị gia vốn là một nhân vật có bản lĩnh. Hơn nữa bây giờ, hắn đang trong trạng thái linh hồn. Ở phương diện nào đó, năng lực càng vượt qua người bình thường. Lúc này chú trung niên mới ban tí ban nghỉ, bắt đầu hàn huyên với tôi. Tán gẫu với nhau khoảng hơn 2 giờ. Theo phong cách nói chuyện của tôi, cùng với cử chỉ thần thái, cuối cùng chú trung niên đã tin tôi là Lưu Minh Bố chân chính. Chuyện tiếp theo cần làm còn phải dựa vào nhị gia rồi. Nhất định phải để nhị gia mang tôi về nhà, ở trước mặt Cát Ngọc cùng Tô Trinh làm sáng tỏ giúp tôi. Kết quả sự tình rất thuận lợi. Tôi đem tất cả sự việc xảy ra giảng một lần nữa. Nói những Lưu Minh Bố kia đã bị tôi giết chết rồi. Hai nàng cũng không động thủ, nói sẽ đợi thêm một tuần để kiểm chứng rõ ràng. Như vậy cũng được, dù sao tôi cũng mừng rỡ thanh thản. Lên một thân một mình về tới tổng trạm. Đến phòng làm việc của tổng trạm vận chuyển hành khách, ở bàn làm việc có một người quen cũ đang ngồi, tên Béo. Mấy ngày không gặp, người gầy đi rất nhiều à? Tên Béo ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nói. Ai, câu nói này nó thật là làm cho ta không biết nên khóc hay nên cười đây. Làm sao vậy? Tôi đưa cho tên Béo một điếu thuốc. Tên Béo nói, bị giam giữ ở chỗ của quỷ vương, mặc dù không bị đánh, không bị dằn vặt, thế nhưng xung quanh nhà giam treo rất nhiều bức họa. Người nói xem, đều những bức họa kia vẽ một vài tiểu muội đẹp đẽ, ta còn có thể nhìn được. Vấn đề là ở trên đó đều vẽ một vòng, giống như đồ án sóng nước vậy. Cả ngày làm cho ta nhìn tới mở mắt. Tôi hôm qua ta mới vừa được thả ra, bà nội là nó, ta bị dằn vặt tới gầy đi rồi. Không trách tên Béo gầy đi, hóa ra cũng không phải là giảm béo, mà là chịu khổ quá nhiều, ăn không đủ no, còn phải liên tục nhìn chằm chằm vào những đồ án gợn sóng kia. Điền tới chính hắn, thần hồn điên đảo, liền tự nhiên phá giải được vu thuật của nam tử che mặt. Vậy tôi hôm qua, người đã tới rồi. Đúng vậy,
đến đây phát hiện không có ai, ta liền nằm trên ghế sofa ngủ một giấc. Trời sáng liền rời giường chơi cờ tỷ phú chờ ngươi. Lúc nói chuyện, tên béo đồng thời hất tay tung một đôi vương nổ. Tôi lướt mắt nhìn ra bên ngoài phòng làm việc, kinh ngạc nói: tổng trạm vận chuyển hành khách lớn như vậy, người nói đến là đến, nói ngủ là ngủ, phách lối như vậy sao? Tên béo sưng sờ nói: không có a, lão tài xế kia gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, Lương sư phụ. Hắn không cho ta nghỉ ngơi ở nơi này, nó nhất định phải có sự đồng ý của ngươi mới được. Ban đầu ta với hắn tranh luận không ngớt, Trần Vi kia liền từ bên ngoài đi vào, trong miệng còn ngậm thuốc lá. Tôi dừng hút thuốc hỏi: Trần Vĩ, ngươi xác định là ngươi thấy Trần Vĩ sao? Tên béo lại mở ra một cái bật lửa, châm một cái thuốc lá, nói: nhất định là Trần Vĩ a. Lúc trước ta đã từng gặp hắn, hắn nói với lão Lương là không có chuyện gì, để ta nghỉ ngơi ở nơi này đi. Lời sư phụ kia liền đồng ý, sau đó còn nói nếu như xảy ra vấn đề, Trần Vĩ sẽ gánh vác trách nhiệm. Trần Vĩ không xác nhận mà vỗ vai của ta, nói rằng có thể tin tưởng hắn để ta yên tâm nghỉ ngơi. Cuối cùng tên béo lại thêm một câu: Trần Vĩ thực sự đã đạt đến trình độ nào đó, không chỉ để ta nghỉ ngơi tại đây, còn nói muốn mời ta ăn cơm tối kìa. Lại cạch một tiếng, điều thuốc rơi trên mặt đất, nhưng tôi không xoay người nhặt vì không muốn tên béo nhìn ra sự không tự nhiên của tôi. Tôi cố ý đưa chân dẫm lên tàn thuốc, như là cố ý định ném tàn thuốc ngay từ đầu. Trần Vĩ có nói cụ thể thời gian mời ngươi ăn tối không? Tôi thăm dò hỏi tên béo. Tên béo đang nhìn chằm chằm vào màn hình, tính toán nên ra bài gì. Tôi kiên nhẫn chờ hắn đánh ra một đôi ca. Hắn nói: chuyện này thật không có a. Nói là mời ta ăn tối, ta cảm thấy chỉ là lời khách sáo, không nhất định sẽ thực sự mời ta. Trong lòng tôi càng ngày càng dâng lên nhiều dấu hiệu xấu. Trần Vĩ là tự tay tôi giết, cái này nhất định không phải giả. Đường lao lường gặp Trần Vĩ, tên béo cũng gặp Trần Vĩ. Thật giống như tất cả mọi người ở trạm vận chuyển hành khách đều gặp Trần Vĩ, chỉ có tôi là chưa từng thấy. Mà tôi giữa tổng trạm vận chuyển hành khách là người duy nhất biết tin tức Trần Vĩ đã chết. Lẽ nào Trần Vĩ không chết, hay là cố ý tránh tôi sao? Nếu như nói linh hồn của con người sau khi chết 7 ngày sẽ về nhà thăm nhà một chút, nhưng đây là bao nhiêu ngày rồi? Trần Vĩ sẽ không phải là âm hồn bất tán chứ? Tôi nói: điều vậy đi, khi nào Trần Vĩ mời ngươi ăn tối, ngươi gọi điện thoại di động cho ta. Làm gì? Không có gì. Lúc hắn mời ngươi ăn cơm, ta phải đến văn phòng kiểm tra, là như văn kiện quan trọng bị trộm đi thì sao? Tôi cũng không tìm nhiều lý do như vậy, tùy tiện nói một hai câu qua loa lê lệ với tên béo. Đi ra khỏi văn phòng, tôi một thân một mình ngồi ở cửa văn phòng ký túc xá, lại lặng lặng đốt một điếu thuốc. Bây giờ Trần Vĩ đã trở thành tâm bệnh của tôi. Tôi không biết gia hỏa này chết thật hay là chết giả, nhưng tôi cảm thấy phía sau chuyện này nhất định là bị điều khiển bởi nam nhân mắc kiến gọng vàng. Mà tôi còn đang suy nghĩ một chuyện khác. Quỷ Vương nói Liêu Minh Bố giả kia chính là tôi. Lời này tôi thực sự không tin. Nếu như sau khi giết Liêu Minh Bố giả, tôi cùng lúc chết không giải thích, vậy tôi sẽ tin Liêu Minh Bố giả chính là tôi sao? Nhưng hiện tại tôi không chết, tôi vẫn sống rất tốt, vậy tôi là Liêu Minh Bố giả khẳng định không phải cùng một người. Hơn nữa gia hỏa này rất thông minh, thời điểm Quỷ Vương giết chết hắn, hắn biết Quỷ Vương nhất định sẽ lấy đi thi thể của hắn nghiên cứu thất tình mà thử, cho nên hắn không biết dùng biện pháp gì đem toàn bộ đồ án cùng phù hiệu trên cơ thể ẩn giấu hoặc làm biến mất rồi. Nói cái khác, hiện nay toàn bộ cuốn thất tình mà thử chỉ có một mình Liêu Minh Bố tôi biết. Thất tình mà thử còn có một tên gọi khác là sách đốt tâm mà, nghe tên cũng biết là công pháp ghê gớm. Đối với người quá coi trọng quyền lực như Quỷ Vương mà nói, tôi tạm thời không có ý định đem thất tình mà thử nói cho hắn biết. Mặc dù hắn là tổ tiên của tôi, vậy cũng không được. Ngay khi tôi sắp sững sờ, bỗng nhiên tên béo lao ra văn phòng, cười hà hà nói: đại huynh đệ à, cái tên Trần Vĩ kia đúng là mời ta ăn cơm, hẹn ta tới Hồng Môn Yến. Ta đi trước đây, đã đói bụng rồi. Tôi ở một tiếng nói: đi đi, ta đi làm nhiệm vụ của ta. Sau khi tên béo rời đi,
Tôi lặng lẽ lên xe, theo đuôi phía sau tên béo. Phần thứ 79 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe phần thứ 80 vào kỳ sau. Hãy like fanpage của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.